Ôi, một vóc dáng mượt mà, bàn tay thon thả, ngón tay búp măng như ngồi viết. Một người phụ nữ đẹp đang ngồi đây. Mà một khi đã là phụ nữ đẹp thì họ có quyền họ kiêu kỳ. Còn cái chuyện si tình hãy để dành cho cánh đàn ông. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của cặp đôi Lê Dung và Mạnh Hùng. Tên Đặng Lệ Dung, năm nay tôi 87 tuổi. Công việc của tôi á, sáng 6 giờ dậy, đun nước và cà phê cho ông xã. Xong rồi thì xách vợ đi chợ, về nấu ăn. Nói chung là những cái việc ở trong nhà chắc là mình phải quản lý làm hết. Thứ nhất là bây giờ tôi phải chăm sóc mười mấy con chó, thêm một ông xã không đau nhưng mà mất sức. Có lẽ tại vì ông ít hoạt động. Cái này tôi học là năm tôi 75 tuổi, lúc bây giờ tôi bị mắc bệnh nhiều quá đi. Đau, thoái hóa, cuộc sống phát vị đĩa đệm, thở van tim. Rồi đi bác sĩ thì tôi nói là chữa hoài cũng không hết á. Cuối cùng là bác sĩ kêu đi mổ, tôi không mổ. Bác sĩ có nói tôi mổ nè, không mổ á thì uống thuốc giảm đau để sống chung với đó. Chịu khó về tập thể dục, mà tôi thấy rằng cái môn thể dục á thì nhiều khi mình học mấy động tác thấy chán rồi. Thành ra tôi quyết định là tôi đi vào môn khiêu vũ á, nhờ cái âm nhạc mà nó làm cho cái đầu óc nó bớt, không có còn suy nghĩ tới cái bệnh nữa. Chính tôi cũng không hiểu được, không hiểu rằng nó giảm đau như nào, nhưng mà tôi chỉ biết rằng những cái khi mà tôi nhảy đó thì nhiều khi cái điệu nhạc á làm cho mình quên mất cái chuyện đau của mình. Từ từ tôi thấy là cái bệnh nó sẽ giảm bớt, đến bây giờ là hoàn toàn hết. Thở bánh tim hết, thoái hóa cuộc sống cũng hết, thoát vị đĩa đệm cũng hết. Đi kiểm tra lại là không còn cái gì hết. Thế mà nghe nhạc lên là khó nào đứng, tự nhiên mình cũng thấy mình cái chân mình nó nhục đây. Kiều vũ thì nó rất tốt cho sức khỏe, hồi phục được cái trí nhớ, nó làm mình cho tâm hồn tươi trẻ. Nên mình không có bị, cũng như là không bị ủy mị, không bị yếm thế, nghĩ rằng mình già rồi hay mình giống. Thay lấy cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì có lẽ là dù rằng sống với cái vật chất không được bằng ai, thế nhưng mà cũng rất vui. Tôi tên là Vũ Mạnh Hùng, 60 tuổi. Hiện tại thì cũng mới về hưu á. Chứ Vũ thì mình biết từ hồi còn trẻ, thanh niên. Hai cô cháu thì có một cái điểm chung, cùng là đam mê về cái chú Vũ. Nói chung là cái tính cần cù, kiên nhẫn của cô lúc nào nó cũng thể hiện trong cái buổi tập hết trơn á. Thành ra là cái đó là cái lợi điểm tốt cho cái cặp đôi của mình. Dạ thưa quý vị, một màn trình diễn quá ấn tượng thưa quý vị. Ngoài em Lệ Dung và Mạnh Hùng. Siêu quá. Ngoại siêu quá ngoại ơi. Ngoại ngày đêm ngoại siêu quá. 87 tuổi, gần một thế kỷ. Wow. Mới kể này em không thở đâu. Bà ngoại mới làm cái hành động nãy thì cưng lắm. Lấy cái đó che miệng cười đó. Trời ơi, mắc cỡ tôi trời đất ơi. Rụng tim. Nói kêu bà ngoại là tại vì các bạn ở đây kêu bà ngoại cho Thương thôi. Chứ là ngoại cũng cỡ tuổi ba của Việt Hương. Cho nên xin phép mình kêu cho nó trẻ trung là kêu cô Dung đi. Và với anh Hùng đi cho trẻ ha. Anh ơi, em coi đó thì em thấy anh là anh có kỹ thuật lắm. Mà cái quan trọng là kỹ thuật lái được máy bay, mà máy bay Boeing hạng nặng. Nhưng hôm nay anh Hùng bị lép là vì biết sao không? Anh có cái cà vát đỏ, trong khi bà ngoại của em, cô Lê Dung của em chơi tới nguyên cái đầu đỏ luôn. Mà quan trọng là bịt cái mặt này nè, vẫn thấy cái thần thái diễn ha. Cười cái miệng móm móm có duyên quá. Bởi vậy cho nên cổ hơi lấn mình chút xíu, tại mình cũng phải chịu đựng đúng không? Riêng bà ngoại không còn nói gì nữa. Đây thì 87 là số 1 rồi, không còn nói gì nữa. Mà vô cùng sexy. 87 rồi mà cái mặt đông đưa lắm. Cái mặt kể như là
đừng có hồng, chỉ một bông hồng đừng có hồng, có gì kể như là dụ dỗ được chế. Như một đoá. Wow. Cái mặt thấy cưng mà con khoái nhất cái cú cuối mà nhảy xong cởi cái mặt nạ phóng lên cái ghế ngồi đó ngoại. Vắt chân lên. Trời, vắt chân lên đó. Cho anh Huy là tuột rớt xuống ghế liền. Cho anh Huy là bỏ, thái độ cực kỳ quan trọng là cái chỗ đó đó cô Dung ơi. Chị mình nói câu đi. Ngoại là có đôi chân vàng nhá. Ngoại đi giày vàng nè. Đó. Mà ngoại biết chơi chiêu nha. Lúc đầu á, âm nhạc ánh sáng coi như là tối, làm em cũng bị đánh lừa. Em tưởng là phải chơi cái vũ điệu gì đó nó rất là giật gân mạnh đúng không, như kiểu là tango, passion gì đó. Nhưng mà vào bài hát ngọt lịm đó, xong rồi ngoại đi nhẹ nhàng mượt mà. Chú Hùng lại bê được ngoại lên mà. Chú Hùng là ăn xương, luôn. Đây là yes. Xương cốt cực kỳ dẻo dai đúng không ạ? Ngoại giơ chân té, trời ơi siêu luôn đấy, con bái phục ngoại ạ. Dạ mà thì có đồng ý ông là chú Hùng là thiệt là anh Hùng là lead. Hai người rất là hiểu nhau để có một cái bài như vậy. Có nhiều bạn bây giờ đang nói là ô thôi, tôi già rồi, tôi không làm được. Nhưng mà cái bài hôm nay là một cái bài tập rất là quan trọng là tuổi nào, tuổi gì, ai cũng làm được. Dạ. Cho con hỏi thăm bà ngoại xíu. Tại vì con biết rằng là mình hơi bị lãng tai do mình lớn tuổi. Vậy sao mình có thể mình nghe nhạc mà mình nhảy cho đúng nhịp được ngoại? Không, nhạc thì nghe được. Chỉ có đều mấy cô nói nhỏ nhẹ quá tôi nghe không nổi. Ồ lạ ghê ha. Khi nhảy nghe nhạc lại nghe được như quá giỏi luôn. Hay là nhạc ăn vào trong máu rồi. Chắc vậy. Ngấm rồi. Dạ. Để là nói đúng ra cái âm nhạc này là có lẽ là có cái tâm hồn. Hay nghĩa là từ lúc 6 tuổi thì đã mê âm nhạc rồi. Cho con hỏi thăm cái, vợ nhà ngoại sống với ai? Dạ, con ông xã, 91 tuổi. Trời ơi, cặp đôi vàng, ông xã 91 tuổi. Ông đai mình. Ông xã có biết không nhảy không ngoại? Dạ, thì như là lúc còn ông còn con trai thì ông cũng có chơi. Nhưng mà về sau này thì ông nghiệm khác lắm. Ông còn con trai. Dạ. 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 Có cái tật trái ghen đó, không có cho đi ra ngoài tiếp xúc với ai. Ồ. Trời ơi, bây giờ vẫn còn ghen hả ngoại? Không, bây giờ ghen rồi. Khi mà mình nhảy cùng với một người bạn nữ mà lớn tuổi như vậy thì nó có khó khăn như thế nào ạ? Có lẽ cái khó nhất là thì lớn tuổi á, thành ra là đôi khi á thì ngoại hay quên, nhưng mà cũng có cái lợi nữa. Cái lợi đó là cả hai thì đều thích khiêu vũ hết đó, thành ra là nhờ cái việc mà đam mê khiêu vũ thành ra là cả hai cô cháu cùng á là cố gắng hết mình. Bà ngoại ơi, nửa con mong con về già con giống bà ngoại, tại bờ con cắt tóc tém giống ngoại nè, thích lắm, con rất thích. Phụ nữ mà luôn luôn muốn mình đẹp nên dạ. Đứng đây thôi nghe giám khảo rồi nghe anh Hùng chia sẻ thôi mà cũng tạo dáng được. Dạ bây giờ con xin mời ngoại vào trong nghỉ ngơi chuẩn bị cho những tập sau. Cảm ơn ngoại rất là nhiều. Cảm ơn anh Hùng.